cựu học sinh niên khóa 2001-2004 thân mến. Nếu được hỏi quãng thời gian nào là quãng thời gian đẹp nhất và đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mỗi con người, Thu Sang tin chắc rằng tất cả những người đang có mặt ở đây đều sẽ có chung một câu trả lời rằng đó là quãng thời gian được ngồi trên ghế nhà trường cùng với thầy cô, bạn bè, cùng với thật nhiều những ước mơ, khát khao và hoài bão của tuổi trẻ. Để rồi, 20 năm qua, từ ngày ra trường, mỗi chúng em không chỉ mang theo hành trang, kiến thức, mang theo niềm tự hào về mái trường trung học phổ thông Lý Tự Trọng, mà trong tim của mỗi người luôn có hình ảnh của thầy cô, trường xưa, bạn cũ và cùng mong muốn có ngày hồi ngộ. Chính vì lẽ đó, thể theo nguyện vọng của rất nhiều thành viên niên khóa 2001-2004, ban liên lạc của chúng tôi ấp ủ một mong muốn được tổ chức cuộc gặp mặt này ngay tại trường trung học phổ thông Lý Tự Trọng thân yêu. Và hôm nay, ngày 13 tháng 7 năm 2024, được sự đồng ý của ban giám hiệu nhà trường, chúng em được tụ về đây để cùng nhau ôn lại kỷ niệm, gặp lại nhau sau 20 năm xa cách. Cũng là dịp chúng em bày tỏ lòng tri ân tới quý thầy cô, những người lái đò thầm lặng, những người đã chắp cánh ước mơ cho biết bao nhiêu thế hệ học sinh của nhà trường. Và đó cũng chính là lý do cho buổi lễ hôm nay. Chương trình hội khóa kỷ niệm 20 năm ngày ra trường để lại bên nhau niên khóa 2001-2004. Một lần nữa, chúng em xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới sự hiện diện của các quý vị đại biểu, khách quý, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn cựu học sinh niên khóa 2001-2004 đã về tham dự và chúc mừng cho buổi lễ ngày hôm nay. Chúc cho hội khóa thành công, tốt đẹp. Trong chương trình kỷ niệm ngày hôm nay, chúng em rất vinh dự được tiếp đón sự hiện diện của các quý đại biểu, quý khách. Về phía ban giám hiệu nhà trường trước đây, em xin trân trọng giới thiệu thầy Trần Tẩu, nguyên phó hiệu trưởng nhà trường. Em xin trân trọng giới thiệu thầy Hồ Hồng, nguyên phó hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu thầy Lê Huy Hoàng, nguyên phó hiệu trưởng nhà trường. Về phía ban giám hiệu nhà trường đương nhiệm, em xin được trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Thanh Học, hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu thầy Huỳnh Tấn Châu, phó hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu thầy Châu Thanh Liêm, phó hiệu trưởng nhà trường. Về phía các thầy cô chủ nhiệm của các lớp, em xin được chào đón sự có mặt của các thầy cô chủ nhiệm niên khóa 2001-2004. Chúng em xin trân trọng giới thiệu cô giáo Trần Thị Thu Hoài, giáo viên chủ nhiệm lớp A1. Thầy giáo Nguyễn Thanh Thạch, giáo viên chủ nhiệm lớp A2. Em xin trân trọng giới thiệu cô Đặng Thị Phước, cô Từ Nguyễn Ngọc Huy, giáo viên chủ nhiệm lớp A3. Xin trân trọng giới thiệu cô Võ Thị Thu Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp A4. Xin trân trọng giới thiệu thầy Cao Minh Tiến, giáo viên chủ nhiệm lớp A5. Xin trân trọng giới thiệu thầy Trịnh Quốc Đạt, cô Võ Thị Tuyết Nhung, giáo viên chủ nhiệm lớp A6. Em xin trân trọng giới thiệu thầy giáo Trần Minh Cảnh, giáo viên chủ nhiệm lớp A7. Xin trân trọng giới thiệu thầy Đỗ Ngọc Viên, cô Mai Ngọc Huyền, giáo viên chủ nhiệm lớp A8. Em xin trân trọng giới thiệu thầy giáo Huỳnh Tấn Châu, giáo viên chủ nhiệm lớp A9. Đến dự buổi gặp mặt ngày hôm nay còn có các thầy cô giáo là giáo viên bộ môn của các niên khóa 2001-2004. Xin trân trọng giới thiệu thầy Lê Thanh Bình, giảng dạy bộ môn vật lý, thầy Bùi Thanh Quang, giảng dạy bộ môn lịch sử và thầy Trần Hoàng Vũ, giảng dạy bộ môn sinh học. Xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Chí Linh, thầy Nguyễn Anh Hùng, cô Lê Thị Hồng Nhân, giảng dạy bộ môn hóa học. Giới thiệu thầy Trần Minh Hùng, thầy Hồ Văn Tứ, thầy Nguyễn Văn Trưởng, thầy Trần Nguyên Việt Hoàng và thầy Nguyễn Ngọc Hoàng, giáo viên giảng dạy bộ môn toán. Em xin trân trọng giới thiệu cô Phan Thị Thanh Nhị, giảng dạy bộ môn giáo dục công dân, thầy Trần Văn Hiếu, thầy Huỳnh Tấn Đức, giảng dạy bộ môn lịch sử. Trân trọng giới thiệu thầy Võ Đức Ảnh, giảng dạy bộ môn lý. Thầy Cao Văn Tính, giáo viên dạy môn lý, thầy Nguyễn Viết Nhung, giáo viên dạy môn thể dục, cô Nguyễn Thị, cô Trịnh Thị Ngọc Huy, giảng dạy môn sinh, thầy Võ Tấn Quang, giảng dạy môn tin,
cô Trịnh Thị Nhạn và Vân Văn và thầy Chế Đức Thạnh, bí thư đoàn trường của khóa chúng ta. Và đặc biệt theo đó, các cán bộ công nhân viên đang công tác tại trường, các anh chị em cựu học sinh khóa 1 và khóa 3 cũng dành thời gian quý báu để tham dự trường chúng ta ngày hôm nay. Và đặc biệt xin đón chào sự trở lại của các bạn cựu học sinh đi khóa 2001, 2004. Hôm nay nữa, em xin được nhiệt liệt đón chào sự hiện diện của tất cả mọi người trong ngày đặc biệt hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, các quý thầy cô cùng toàn thể các bạn thân mến, ai đã từng đi qua mới cảm nhận được những điều tuyệt vời nhất của tuổi trẻ. Có lẽ trong một phút giây nào đó, khi người trưởng thành chợt nhớ lại thời tuổi trẻ của mình, thì họ đều cảm thấy có một chút bồi hồi, xa xí và hoài niệm về một thời đã qua ấy. Đúng vậy, lời là tuổi trẻ tuy ngắn ngủi, như bồng bột, như vấp ngã, nhưng là thời gian đáng nhớ nhất, mãnh liệt nhất, tỏa sáng nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Mời thầy cô và các bạn cùng quay ngược thời gian về với hàng ghế đá, về với hàng cây, về với những mảnh giấy viết vùi trong học bàn của các thời đã thăng hoa không giảm nhận. Và ca khúc Từ Thơ sáng tác nhạc sĩ Hoài An do tam ca Thủy Kiều Mỹ Đạt xưng lên thể hiện.